Xin chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với TechMark. Như đã biết thì Xiaomi, hãng điện thoại nổi tiếng của Trung Quốc vốn được biết đến với những mẫu điện thoại giá tốt với cấu hình cao, mới đây đã chính thức bước vào thị trường nước ta thông qua con đường chính hãng thay vì chỉ là những mẫu sách tay như trước đây. Với sự xuất hiện chính thức này thì chắc chắn là Xiaomi sẽ khiến cho phần đông người dùng di động tại nước ta cảm thấy thích thú, nhất là với những người trước đây đã có sẵn cảm tình với thương hiệu này, khi đóng góp thêm một sự lựa chọn hấp dẫn cho thị trường điện thoại chính hãng bên cạnh những cái tên đã rất quen thuộc với người dùng nước ta trong thời gian hiện nay như là Samsung, Oppo, Huawei, v.v. Do đó, câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Xiaomi có thể làm được những gì để chinh phục người dùng di động trong nước ta trong thời gian tới một khi đã bước vào con đường chính ngạch này? Đầu tiên cần phải biết là dù đã xuất hiện chính thức tại Việt Nam nhưng về cơ bản thì thay vì tự mở các đại lý bán lẻ và tự bán thiết bị thì thương hiệu Trung Quốc đã tiến hành ký kết với DigiWorld, một nhà phân phối lớn tại nước ta để phân phối chính hãng các sản phẩm của họ. Các sản phẩm này sau đó sẽ được đem đến bày bán tại các hệ thống bán lẻ có liên kết nhập hàng từ DigiWorld. Bên cạnh đó thì Xiaomi cũng đã ký kết một số hợp đồng phân phối độc quyền thông qua hình thức thương mại điện tử với trang web lazada.vn. Về phần mình thì Xiaomi sẽ tiến hành bảo hành các sản phẩm của họ thông qua các đại lý bảo hành D-Care và cũng được điều hành bởi DigiWorld. Hiện tại thì đã có khoảng 4 trung tâm bảo hành D-Care được lập ra trên các thành phố lớn của nước ta là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là về cơ bản thì Xiaomi đã giải quyết được bước đầu về vấn đề nơi ăn trốn ở cho những sản phẩm con đẻ chính ngạch của mình tại thị trường nước ta. Phần còn lại và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của thương hiệu Trung Quốc chính là những bước đi chiến lược nhằm chinh phục tâm lý người dùng trong nước. Cụ thể thì theo như những thông tin đã được công bố thì những chiếc điện thoại Xiaomi sẽ thẳng tiến vào nước ta trên hầu hết các phân khúc giá smartphone hiện nay, bao gồm phân khúc cao cấp, phân khúc trung cấp và phân khúc tầm thấp. Ở phân khúc smartphone cao cấp thì Xiaomi sẽ tham chiến ở thị trường Việt Nam với những mẫu điện thoại cao cấp nhất của họ trong cuối năm ngoái là Mi Mix với mức giá đề xuất là 17 triệu đồng. Ở tầm giá này thì chiếc điện thoại của Xiaomi sẽ cạnh tranh với rất nhiều ông lớn khác khẳng định thương hiệu tại Việt Nam với lượng người dùng áp đảo cùng mức độ nhận diện thương hiệu lớn. Có thể kể đến như là Samsung với bộ đôi Galaxy S7 và S7S, Apple với cả 4 mẫu iPhone 6S, 6S Plus và 7 Plus, Huawei với dòng P9, Sony, HTC, Oppo, v.v. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại một thực tế rằng dù có thị phần bắt đầu lớn dần tại nước ta nhưng phần đông tâm lý người tiêu dùng vẫn còn rất dè dặt khi lựa chọn một chiếc flagship cao cấp đến từ những thương hiệu Trung Quốc mà thay vào đó là thường tìm đến những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như là Samsung hay là Apple. Do đó thì cơ hội cho Xiaomi ở phân khúc cao cấp là không nhiều và dường như công ty này cũng không có ý định sẽ cạnh tranh thẳng mặt với các ông lớn di động tại nước ta trong tầm giá trên mà thay vào đó chỉ bán hạn chế để một mức giá cao mang tính biểu tượng là chính. Điều này đã được chứng minh khá rõ qua mức giá gần 17 triệu đồng cho chiếc Mi Mix và đây chính là chiếc điện thoại chính hãng đến từ Trung Quốc đắt nhất tại Việt Nam hiện tại. Tiếp theo là ở phân khúc trung cấp thì Xiaomi hiện tại chưa đề cập nhiều đến các điện thoại mà họ sẽ mang chính thức vào nước ta ngoài việc mới công bố một thiết bị là Redmi Note 4 với giá 4,7 triệu đồng, tức thuộc hạng cận trung cấp. Một phần lý do có lẽ nằm ở việc các mẫu điện thoại sách tay của thương hiệu này đã và đang được giao dịch một cách tràn lan trên thị trường nên Xiaomi sẽ cần thêm thời gian để tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định chính thức. Tuy nhiên, việc họ chính thức phân phối các mẫu điện thoại tầm thấp và tầm trung tại nước ta chắc chắn sẽ chỉ là vấn đề thời gian bởi chiến lược kinh doanh cốt lõi của Xiaomi về mảng di động chính là tập trung vào phân khúc giá này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nếu muốn tập trung đánh mạnh vào phân khúc điện thoại trung cấp tại nước ta thì chắc chắn là Xiaomi sẽ cần phải đầu tư mạnh mẽ vào quảng cáo bởi phần lớn tâm lý người dùng tại Việt Nam thường mua điện thoại theo truyền thông là nhiều mà ít khi đề cập tới giá trị thực sự của thiết bị mang lại là gì. Chiến lược tập trung vào quảng cáo đã đem lại thành công lớn cho những thương hiệu Trung Quốc khác tại nước ta như là Huawei, Oppo. Do đó, Xiaomi dù có lợi thế về giá nhưng chắc chắn họ sẽ không thể ki bo trong việc quảng bá điện thoại tại nước ta, nhất là nếu muốn có một chỗ đứng nhất định trên thị trường Việt Nam. Bởi tiềm lực tài chính của Xiaomi chắc chắn không thể dồi dào được như là những Samsung hay là Oppo, Vivo được. Ở phân khúc điện thoại tầm thấp cũng tương tự như trên thì Xiaomi mới công bố duy nhất một chiếc điện thoại đó là Redmi 4A với mức giá 2,7 triệu đồng. Tuy nhiên, khác với hai phân khúc cao cấp và trung cấp thì lợi thế của Xiaomi ở tầm giá này bắt đầu lớn hơn hẳn. Một phần bởi vì các thương hiệu lớn tại nước ta cũng mới chỉ bắt đầu tập trung vào quảng cáo phân khúc điện thoại tầm thấp trong một thời gian ngắn gần đây, ví dụ như là Oppo A37 hay là Samsung Galaxy Z5 Prime. Trong khi đó, ở tầm giá này thì tâm lý tiêu dùng bắt đầu thay đổi khi phần đông người dùng bắt đầu chú ý tới các mẫu điện thoại có hiệu năng tốt trong giá tiền thay vì chạy theo sao như là phân khúc tầm trung. Và xét trên mặt bằng chung thì chiếc Redmi 4A đang thực sự tỏ ra là một lựa chọn rất tuyệt vời trong tầm giá chưa đến 3 triệu đồng. Do vậy, trong thời gian tới, rất có thể Xiaomi sẽ đem đến nhiều lựa chọn hơn cũng như là tập trung quảng bá hình ảnh của họ nhiều hơn cho phân khúc điện thoại tầm thấp, vừa có thể né tránh hiệu quả sự bành trướng của Samsung, Oppo mà vẫn có thể định hình được vị trí của bản thân tại thị trường nước ta. Nhìn chung thì với việc chính thức bước vào nước ta thì Xiaomi hứa hẹn sẽ đem đến một làn gió mới cho thị trường điện thoại chính hãng cũng như cung cấp
thêm cho người dùng một lựa chọn không hề tồi trong tầm giá. Điều cần làm lúc này của thương hiệu Trung Quốc chính là đẩy mạnh quảng bá hình ảnh cũng như tung ra thêm nhiều lựa chọn smartphone mới hấp dẫn trong tầm giá để có thể thu hút được người dùng trong thời gian tới. Và vừa rồi là những ý kiến chủ quan của TechMark về những việc mà Xiaomi cần làm khi chính thức đặt chân vào nước ta. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này, hay là có góp ý gì thêm cho Xiaomi? Tất nhiên là những góp ý chúng ta sẽ không thể trực tiếp đến với Xiaomi rồi, nhưng mà dù sao thì càng nhiều người đánh giá thì có lẽ là Xiaomi sẽ cân nhắc hơn. Các bạn hãy bình luận ý kiến của mình vào bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.